củ đất này mình nấu cháo. Đầu video Kim Mai xin chào hết cả nhà. Này mình có cái đây. Cái này còn kia bằng con cô đất. Này mình nấu cháo. Cả nhà cùng vào bếp nấu cháo. Vào bếp nấu cháo gia đình mình cho vui nha. Con này ăn ăn sống được mà bữa nay mình không ăn sống, bữa nay mình nấu cháo. Trụng qua nước sôi một cái là mình clean nó dễ, đừng có trụng lâu, nhúng qua chừng một quanh mấy lịch là được, nhúng qua nước nóng. Nhìn nó tươi quá nhỉ. Ừ, chắc đẹp nó thằng sống quá. Dạ, yeah, nhìn nó thấy nó tươi quá. Ừ, nó sống được. Dạ. Yeah. Ừ. Wow, nó trắng quá. Trắng như bình. Wasabi. Ừ, ngọt. Giòn hả? Nó tròn nó ăn sống nó ngon. Được rồi. Nằm chấm muối vô. Canh canh nè. Đợi khi nào cháo chín là mình bỏ cái con đó. Đi ra ngoài hả? Đi ra ngoài hả? Đi ra ngoài hay gì đây? Ừ. Đi ra ngoài á. À, cháo cái này. Cho miếng bột nêm vô. Cho bột nêm vô. Bỏ vô cái này cũng mà bỏ nó vô mình trộn nó lên, cái này nó mềm chín lắm. Martin chef. Martin chef. Mới xuống nè. Clean gì đó. Vậy thôi. Cái gì mình tắt lửa là mình múc ra cho cả nhà mình xem. Cái này ăn giải cảm nha cả nhà. Cháo nó phải quậy lên chứ không nó sẽ nó dính cái trái. Và mình qua giảm lửa lại. Bây giờ mình múc ra cho cả nhà mình xem. Bây giờ mình ăn được rồi. Cháo ốc dồi dồi, cái này ăn nó ngọt lắm. Ngọt thì bỏ luôn. Ừ, bỏ luôn mà ốc này bỏ vô. Nó sao bồng lên mình tắt lửa được rồi, để trên chín quá, nó dài. Nó dài. Ừ. Ừ. Giờ mình tắt lửa nha. Tắt lửa đi. Chín hơn. Cháo đồ biển phải có gừng cho nó bán mùi tanh đi. Sẽ xe qua đã. Đây. Được không? Rồi, được rồi đã. Rồi, mời cái nha.
nhiều giờ đều. Chơi của mình đã hoàn thành rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của gia đình nhà mình. Kim Mai mến chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, sức khỏe, an lành. Cả nhà xem thấy vui, mến tặng cho Kim Mai một loại bài cháo đồ biển của mình rồi cả nhà. Cháo seafood hả? Wow, nhìn hấp dẫn quá. Đây có tô cháo quá hấp dẫn luôn cả nhà. Cháo đặc biệt luôn. Ok, cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye.